Đường thì mặc dù là có thể an toàn khi chúng ta sử dụng ở mức độ vừa phải, nhưng lại gây ra những rủi ro đáng kể cho sức khỏe khi tiêu thụ quá nhiều. Lúc này chúng ta được gọi là dư đường. Dư đường thì đầu tiên nó sẽ làm cho tăng cân và béo phì. Thứ hai là nó sẽ tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường. Thứ ba là nguy cơ tiềm ẩn cho bệnh tim. Thứ tư là nó tác động đến sức khỏe của lá gan. Thứ năm, nó gây nên viêm nhiễm. Và thứ sáu, nó gây nên các vấn đề về sức khỏe của răng miệng. Đây là những điều lưu ý vô cùng quan trọng khi chúng ta ăn đường mỗi ngày. Tốt hơn hết, chúng ta hãy biết kiểm soát lượng đường. Đừng để chúng ta có đôi khi có rất nhiều người trở nên là nghiện đường. Mỗi ngày chúng ta ăn dư đường một cách âm thầm mà không hề hay biết. Tiếc rằng nó không có ảnh hưởng liền theo tay, nhưng lâu ngày nó gây nên một nguy cơ tiềm ẩn khi chúng ta sử dụng quá nhiều đường.